mình đã kết thúc xong nội dung thứ hai đó là vai trò của chi cô đạch ma. Vai trò thực sự không phải là vai trò lý thuyết như trên mạng vẫn từng nói. Và mình sẽ qua nội dung thứ ba đó là nuôi cấy chi cô đạch ma tại nhà là cách mà chúng ta tự nuôi cấy chi cô đạch ma như thế nào ấy. Nhưng mà chúng ta cũng lưu ý là khi mà lựa chọn cái giống chi cô đạch ma để nuôi cấy ấy cũng rất là quan trọng chúng ta phải lựa chọn cái gói chico đẹp ma nào mà nó là dạng bột màu xanh hoặc là nguyên cái hạt thóc màu xanh luôn ấy, thì càng tốt chứ đừng chọn những cái sản phẩm bột màu trắng để về nuôi cấy thì không có tác dụng đâu bởi vì tất cả hầu như là họ đã trộn thứ này thứ nọ vào trong rồi ấy chúng ta khó nuôi cấy thì đã xác định nuôi cấy thì chúng ta phải mua nhiều loại chico đẹp ma về thử thấy cái loại nào mà nuôi thấy nuôi cấy tốt thì chúng ta làm thôi chứ mình không dám chắc là trên thị trường bây giờ là có thể nuôi cấy được hay không nhé. Đầu tiên là nguyên liệu để nuôi cấy, nguyên liệu này rất là đa dạng, nhưng mà chủ yếu là người ta sẽ dùng hạt thóc thì nuôi cấy nó sẽ tốt hơn. Mà hạt thóc thì nó rất là khô và cứng, nên tốt nhất là chúng ta nên ngâm hạt thóc qua đêm hoặc là ngâm hạt thóc một ngày trong nước để cho hạt thóc nó ngấm nước đủ rồi ấy thì chúng ta hãng cho vào bịch và chúng ta sau khi đưa vào bịch làm giống như trên video ấy hoặc là nếu như chúng ta không có cái cái cổ bịch và không có nút bông thì chúng ta chỉ cần lấy thun buộc cái bịch lại thôi nhưng mà khi hấp thì cái bịch nó rất dễ phồng lên chúng ta đừng có buộc kín quá mà buộc cho nó hở hở một chút thì hấp nó sẽ dễ hơn Chi cô đạch ma phát triển rất nhanh nên chúng ta cũng không cần hấp quá kỹ. Chỉ cần hấp khoảng 40 đến 1 tiếng đồng hồ là đủ rồi, đủ để thanh trùng rồi. Nếu như mà chúng ta hấp số lượng lớn thì có thể hấp lâu hơn một chút. Sau khi mà hấp xong các cái bịch hạt thóc đó rồi thì chúng ta phải để cho những cái bịch đó thật là nguội thì mới cấy giống được. Mà cấy giống thì cũng rất là đơn giản. Chúng ta mua sẵn những cái bịch chico đạch ma mà nguyên chất một chút giống như lúc nãy mình nói á. Sau đó là chúng ta sẽ múc vô mỗi bịch đấy là khoảng một thìa cà phê nấm giống. Chúng ta có thể cho nhiều hơn nhưng mà đừng cho ít quá nha. Lưu ý là thao tác của chúng ta phải thật là nhanh. Nếu như chúng ta làm chậm quá cái bịch này nó tiếp xúc không khí lâu ấy, nó sẽ rất dễ bị nhiễm. Nếu như chúng ta có những cái dụng cụ như đèn cồn rồi những cái banh kẹp ấy thì càng tốt Không có thì cũng không sao nhưng mà nên nuôi cấy ở trong cái phòng khô ráo và sạch sẽ một chút nha Khi đã cấy giống nấm vô rồi thì chúng ta sẽ buộc kín cái miệng bịch lại Tốt nhất là buộc sao cho cái bịch nó phồng phồng ấy thì chúng ta sẽ dễ dàng lắc để mà trộn cái nấm đều với hạt thóc hơn sau khi mà đã trộn đều rồi thì chúng ta sẽ lấy cái kim khâu về chúng ta đâm trên cái bịch đấy khoảng 10 đến 20 lỗ nhỏ nhỏ thôi để cho nó xì hết không khí ra ấy. Sau đó là chúng ta sẽ đặt nó ở một góc nào đó mà khô ráo, thoáng mát và nhiệt độ tốt nhất là từ 25 đến 30 độ C và tránh ánh sáng trực tiếp. Tùy nhiệt độ cao hay thấp mà nấm sẽ phát triển nhanh hay chậm. Khi mà chúng ta thấy nấm bắt đầu mà nó cái hệ sợi nó ăn ra mà có cái màu trắng trắng rồi ấy thì chúng ta bắt đầu trộn đều cái bịch đó lại lần nữa và cái miệng bịch thì chúng ta cũng mở sơ sơ thôi đừng có mở hết cả bịch để cho nó thông thoáng một chút thế nấm nó sẽ phát triển tốt hơn nếu bịch của chúng ta mà làm cái dạng cổ bịch có nút bông thì giai đoạn này chúng ta chỉ cần tháo nút bông ra thôi chứ không cần tháo cổ bịch đâu sau đó chúng ta lại tiếp tục đặt cái bịch nấm lại chỗ cũ là khoảng 4 đến 5 ngày sau là khi mà thấy cái màu xanh đặc trưng của nấm chi cô đạch ma nó xuất hiện rồi là nấm chúng ta đã đạt rồi và đã có thể sử dụng được rồi. Lúc này nấm của chúng ta nó chưa tạo thành bào tử ấy, nên khi chúng ta sử dụng ngay lúc này là nấm nó sẽ phát huy tác dụng rất là nhanh. Còn nếu như nó đã trở thành bào tự rồi thì phải ít nhất khoảng một tuần sau nó mới mọc mầm thì hiệu quả nó sẽ chậm hơn. Nếu mà chúng ta có nuôi cấy nhiều quá mà sử dụng không hết đấy thì chúng ta có thể bảo quản trong ngăn mát của tủ lạnh. Cách bảo quản như sau là khi mà nấm nó đã xuất hiện cái màu xanh đó rồi chúng ta sẽ đổ cái bịch nấm đó ra một cái khay rộng một chút và chạy đều nó ra và chúng ta đậy lên đó một lớp giấy để ngăn bụi bận các thứ ấy, để cho nấm khô từ từ 3 đến 4 ngày sau nấm đã khô rồi thì chúng ta sẽ cho nấm vào một cái túi ni lông và đậy kín lại mà nếu như ép được không khí ra thì càng tốt sau đó là chúng ta đưa vào ngăn mát tụ lạnh với hạt thóc như vậy thì chúng ta có thể bảo quản trong ngăn mát được từ 3 đến 4 tháng hoặc nếu như chúng ta không có thời gian để mà nhân giống chi cô từ hạt thóc ấy thì chúng ta có thể dùng cơm để mà nhân giống chi cô đạch ma cách này gọi là cách dễ nhất luôn ngoài việc nhân giống thì đây cũng chính là cách mà chúng ta kiểm tra chất lượng chi cô ma có đảm bảo hay không cách làm như sau là đầu tiên chúng ta sẽ lấy gạo nấu thành cơm như bình thường ấy sau đó là khi mà cơm vẫn đang còn rất là nóng luôn ấy, càng nóng càng tốt khi nóng là tranh thủ múc cơm vào trong bịch và chúng ta cuộn cái bịch lại để cho cơm nguội từ từ ở trong đó đến khi mà cơm đã nguội hẳn rồi ấy thì chúng ta sẽ cho vào mỗi bịch khoảng một thìa Chico cô đạch ma giống nhớ là chọn cái bịch to hơn bịch mà mình mô tả đây nha bịch này nó hơi bé sau đó chúng ta sẽ buộc cái bịch lại cho nó hơi phòng phòng ấy nó phòng phòng thì chúng ta sẽ dễ dàng lắc và trộn cơm đều với Chico cô ma hơn chúng ta trộn cho nó thật đều khi mà đã trộn đều rồi thì chúng ta sẽ buộc kín bịch lại Sau khi chúng ta đã buộc kín miệng bịch thì chúng ta sẽ dùng cái kim khâu ấy, kim khâu loại nhỏ thôi nha. Chúng ta đâm vào cái bịch đó để cho nó thông thoáng cho chi cô đẹp ma dễ phát triển hơn ấy. Với cách làm từ cơm này thì nó sẽ chi cô nó sẽ phát triển yếu hơn là làm trên hạt thóc. Sau khi đã cấy giống vô rồi thì chúng ta sẽ lựa một cái chỗ tối mà không tối quá đâu khô ráo sạch sẽ thoáng mát ở trong nhà mình ấy để đặt những cái bịch giống này vô sau từ khoảng 7 ngày là chi cô nó đã phát triển và đã sử dụng được rồi tùy theo mật độ chi cô trong cái gói mình mua đó mà tốc độ phát triển nó sẽ nhanh hay chậm khác nhau sau khi chúng ta thấy được cái màu xanh của chi cô là đã sử dụng được nó cũng tương tự như cái phương pháp nuôi cái từ hạt thóc thôi vậy là mình đã trình bày xong cách tự nuôi cấy chi cô đạch ma tại nhà. Bây giờ sang nội dung thứ tư đó là cách sử dụng chi cô đạch ma sao cho có hiệu quả nhất. Những cái cách sử dụng chi cô đạch ma thì trên mạng có rất là nhiều rồi. Nên mình chỉ lưu ý một số điều đó là không nên phun chi cô lên lá, bởi vì chi cô đạch ma không sống được trên lá, chúng ta phun lên lá cũng rất là lãng phí. Thứ hai là không trộn chung chi cô với vôi khi mang đi bỏ cho vườn ấy, bởi vì vôi nó khử khuẩn thì nó sẽ giết chết chi cô luôn. Và thứ ba là không trộn chung chi cô với các loại phân hóa học rồi thuốc hóa học vân vân. Nó chỉ trộn được với các phân hữu cơ vi sinh, phân chuồng các thứ thôi chứ không nên trộn với phân hóa học hoặc là thuốc hóa học thứ tư là trong thời gian mình sử dụng chi cô ấy thì cũng không nên bón phân hóa học nhiều hoặc là xịt thuốc cọ vân vân thì để tránh cái tình trạng chi cô nó bị chết thứ năm là một khi đã sử dụng chi cô đẹp ma cho vườn thì phải sử dụng liên tục ít nhất là ha hai tuần đã sử dụng một lần rồi thì nó mới có hiệu quả chứ chúng ta chỉ sử dụng có một lần duy nhất thì không có hiệu quả đâu hoặc là hai lần cách xa nhau quá thì cũng không có hiệu quả nên chúng ta đã sử dụng thì phải sử dụng liên tục và liều lượng cao một chút có thể là cao hơn trên bao bì nó ghi thì nó sẽ có hiệu quả tốt hơn và khi ai mà mang chi cô đi bỏ trực tiếp cho vườn ấy thì chúng ta không nên bỏ chi cô khi trời nắng gắt hoặc là khi trời mưa to hoặc là trời mưa dầm nên Nói chung là muốn bỏ chi cô mà có được điều kiện tốt để cho chi cô phát triển là chúng ta chờ sau khi trời đã mưa rồi ấy, đất nó còn ướt ướt và khoảng chiều tối ấy, thì đi bỏ chi cô nó sẽ tốt hơn bởi vì nó có ít nhất khoảng một đêm râm mát thì chi cô nó sẽ dễ thích nghi hơn chứ đừng có bỏ buổi sáng hoặc buổi trưa trời nắng gắt thì không tốt đâu nếu trong thời gian mà chúng ta đã sử dụng chi cô mà trời nắng quá thì chúng ta còn phải thường xuyên tưới ẩm cho đất thì may ra chi cô nó mới hoạt động tốt được. Chứ nếu mà trời mà khô hạn kéo dài thì chi cô nó cũng sẽ tự chết à. Nhưng dù sao thì theo quan niệm của bản thân mình thì mình không thích sử dụng sản phẩm chi cô đẹp ma trong vườn. Bởi vì giống như lúc nãy mình đã đề cập trong cái nghiên cứu rồi á ở trong một cái vườn mà đã có biểu hiện bệnh ra như thế rồi đã muốn chết đến nơi rồi mà cái mật độ chi cô đẹp ma trong đất của chúng ta vẫn rất là cao chi cô đẹp ma hầu như đất nào cũng có hết đấy nó phân bố cực kỳ rộng rãi mà cái chi cô đẹp ma đấy chính là cái chi cô đẹp ma bản địa và có tác dụng thực sự đối với đất vườn của chúng ta luôn vậy thì chúng ta chỉ cần tạo cái điều kiện tốt nhất để cho chi cô đẹp ma phát triển thì nấm bệnh nó sẽ tự khắc nó giảm thôi à rồi những cái vi khuẩn gây bệnh nó cũng kiểu như là điều kiện không phù hợp với nó thì nó cũng sẽ tự giảm đi chứ chúng ta không cần phải sử dụng chi cô ma làm chi cho nó tốn kém chứ vai trò thì không có nhiều chỉ là tốn kém thêm thôi mà cách tốt nhất là chúng ta sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho vườn và tốt nhất cho những vi sinh vật có lợi phát triển là được rồi còn bây giờ thì cái hiện tượng mà tiêu điên rồi chết nhanh chết chậm ấy thì rất là phổ biến đúng không? Thì cái đó mọi người có dùng chi cô nạch ma thì cũng đâu có cải thiện được đâu. Khó mà cải thiện lắm. Mà cách tốt nhất là chúng ta hãy giữ cho cái vườn tự nhiên nhất có thể ấy. Cái này thì chắc là không ai dám làm đâu. Nhưng mà ai mà dám làm ấy, chúng ta chỉ cần bỏ ra khoảng 3 năm. 3 năm là chúng ta không làm gì với cái vườn đó luôn là không hề bỏ phân hóa học. Có gì thì bỏ phân chuồng cho nó một ít thôi. Còn phân hóa học thì bỏ ngay đi Và các loại thuốc hóa học cũng không hề dùng đến Hãy để cho cái vườn nó tự nhiên Một cách là tự nhiên nhất nó có thể ấy. Thì đảm bảo sau 3 năm là cái bệnh đấy nó tự hết luôn đấy Không biết là có ai dám thử hay không Nhưng mình đảm bảo là cái bệnh đó chắc chắn là nó sẽ hết Hoặc là nó sẽ giảm rất là nhiều Còn chúng ta bỏ ra cả mấy triệu bạc về chúng ta Cải thiện chưa chắc là đã được đâu Chứ hãy để cho cái vườn nó tự nhiên nhất thì dần dần nó sẽ tự hồi phục lại thôi nếu mọi người không dám thử trên một cái diện tích lớn thì hãy thử trên diện tích nhỏ là đừng có làm gì với cái vườn đó hết để cho nó mọc sao thì mọc cọ nó mọc như thế nào thì mọc luôn chừng nào mà cọ nó vẫn còn mọc được thì vườn nó vẫn đang còn có khả năng hồi phục trừ khi nào mà nó không thể mọc cọ được nữa luôn ấy thì cái vườn chúng ta mới gọi là một cái vườn chết chứ nếu cọ vẫn mọc được thì chưa lo gì hết ấy. Đừng có mua những cái sản phẩm bên ngoài mà để cho các nhà sản xuất, các công ty họ dụ dỗ mình mua chỉ là rất là tốn tiền Chúng ta cứ bỏ, hãy chịu khó kiên nhẫn chờ đợi Thì sớm muộn gì cái vườn chúng ta cũng sẽ hồi phục thôi Vậy là mình đã chia sẻ xong nội dung ngày hôm nay Đó là các thông tin liên quan đến Chico Đạch Ma Nếu như thấy video của mình còn nhiều thiếu sót và có những thông tin mà chưa chính xác Thì mọi người có thể bình luận ở dưới bởi vì cái đề tài này vẫn đang còn rất nhiều tranh cãi mà. Còn nếu thấy video của mình mang những thông tin hữu ích cho mọi người thì hy vọng là các bạn sẽ like, share và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé.